Có thể thấy rằng đây là lần đầu tiên trên đảo SH mà chúng ta thực sự được hứa hẹn bởi một trận chiến cực kỳ bùng nổ và chấn động giữa Luffy cùng những kẻ đang đe dọa cậu cùng bàn hải tặc của mình. Vì bây giờ Luffy đang trong hình dạng Nika đã hóa thành khổng lồ và chắc chắn cậu sẽ sẵn sàng khô máu một trận với Kizaru và Saturn rồi đây. Bên cạnh đó, ta cũng được biết rằng Hải quân đã có một kế hoạch mới để giành lấy lợi thế về phía họ. Nhưng liệu kế hoạch đó có thể là gì? Chào mừng các bạn đến với Top Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng xem qua full chấp mới One Piece 1108 có gì hấp dẫn nhé. Chap 1108 bắt đầu với khung cảnh đổ nát của các chiến hạm hải quân vì sự tấn công của các Pacific Star từ bên trong đảo, cùng với tiếng hét thất thanh của Caribou từ bên trong khu rừng. Bởi lẽ, Auger và Devon đang muốn cho hắn một viên về với trời đất, vì cả hai đều không tin tưởng Caribou, mà nghĩ cũng phải thôi, tự nhiên ở đâu ra nhảy vào đòi xin vào băng. Mà lại là cái băng đang có thù với rất nhiều người như vậy, thì không quá khó hiểu để Auger ngay lập tức chĩa súng vào Caribou và cho tên phiền phức này về với đất mẹ. Mặc dù là họ ngay lập tức nhận ra Caribou là kẻ nào, vì như chúng ta còn nhớ thì hắn là một siêu tân tinh sau thế hệ của Luffy. Nhưng dù Caribou có là một hải tặc đi chăng nữa thì đây cũng là một hòn đảo của chính phủ thế giới và có rất nhiều kẻ đang săn lùng cái đầu của đô đốc của chúng. Cho những bạn nào chưa biết thì Râu Đen là tướng hoàng duy nhất mình gọi là đô đốc vì hắn ta làm chủ tới tận 10 đội tàu, còn Auger và Devon là hai trong số 10 chỉ huy dưới quyền của Râu Đen, nên là đừng cảm thấy lạ lùng khi mình gọi Râu Đen là đô đốc nhé. Tất nhiên lý do của Auger cũng rất dễ hiểu. Và biết đâu, Caribou cũng là một con tốt của chính quyền cài cắm vào băng Râu Đen để kiếm chác gì đó thì sao? Dù gì thì ta cũng đều đã được nhìn thấy những đặc vụ của chính phủ được cử đi làm nhiệm vụ với một danh xưng mới, thậm chí là trở thành tay sai của một tứ hoàng luôn rồi, nên Caribou hoàn toàn không có ngoại lệ nào cả. Tuy nhiên, tên lửa dài tóc ướt này đã chuẩn bị toàn bộ bài thuyết trình đáng giá hàng tỷ Belly của hắn, và hắn đảm bảo rằng bản thân sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào với lượng thông tin mà hắn sở hữu. Caribou nói rằng nếu như hắn chết ở đây thì Râu Đen sẽ lấy mạng Auger và Devon, bởi lẽ những thông tin mà hắn đem lại là cực kỳ hữu ích. Nhưng có vẻ như Auger vẫn chưa tin tưởng lắm vào cái tên lưỡi dài này, và rõ ràng là thông tin của Caribou có hữu ích hay không thì cũng chẳng ai biết cả, vì hắn đâu có chịu hé môi nửa lời. Nhưng Caribou cũng rất thông minh, vì hắn biết rõ nếu hắn tiết lộ toàn bộ mọi thứ tại đây thì kiểu gì Caribou cũng sẽ hẹo, vì hắn đã không còn giá trị gì nữa. Nhưng để mà nói thì đúng thật là những thông tin mà Caribou đang nắm giữ rất có giá trị. Râu Đen chắc chắn sẽ thích thú với những thông tin đáng giá này, khi chúng đều có liên quan đến những vũ khí cổ đại, những thứ được gọi với cái tên của thần, mang sức mạnh đặc biệt có thể giúp Teach thống trị hoặc là hủy diệt thế giới nếu sở hữu. Những vũ khí này bao gồm sức mạnh của Poseidon của công chúa người cá Shirahoshi, cùng với chiến tàu Bluton đang được bảo vệ bên dưới lòng đất của Wano. Trên thế giới hiện tại chỉ có vài người đặc biệt biết về thông tin này, nhưng họ đều là những người chịu trách nhiệm canh giữ vũ khí, và bên cạnh đó là băng mũ rơm cùng với Caribou. Vì vậy cho nên bằng mọi giá Caribou đòi đi theo Auger và Devon cho bằng được, vì nếu làm thế hắn sẽ cung cấp thông tin miễn phí cho Teach mà không lấy một thứ gì cả. Nhìn vẻ mặt của Auger cùng Devon thì ta có thể thấy rằng họ đang suy nghĩ khá là nhiều, vì biết đâu tên ranh con tóc ướt này lại đang nói thật và họ sẽ bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng có thể ảnh hưởng tới giấc mơ thống trị thế giới của chúng. Nhưng quyết định cuối cùng liệu sẽ là gì thì chắc chúng ta sẽ nói về nó sau đấy nhỉ. Tình hình trong rừng SH có lẽ là hơi gay cấn vì ta không biết lựa chọn của Auger là gì, dắt theo Caribou đi cùng hay bóp cò và để hắn lại tại hòn đảo cùng với vũng máu xung quanh. Đáng tiếc là chapter sau thì ta mới được biết, nên bây giờ hãy cùng nhau quay trở lại ra ngoài khơi SH, nơi hải quân liên tục được no hành trước các Pacific Star. Mặc dù là ở chapter trước, Phó Đô đốc Red King đã có một nước đi khá là đúng đắn để hạ gục các Pacific Star, nhưng nhiều đó thôi là vẫn chưa đủ, bởi phát minh khiên bong bóng mà Vegapunk đã tích hợp vào trong chúng. Ở chapter này, cuối cùng thì người xem cũng được biết tên của toàn bộ chính phó đô đốc được điều đến SH. Tuy nhiên, năng lực của từng người vẫn còn là một bí ẩn lớn, bởi lẽ đến thời điểm hiện tại, chỉ có mỗi phó đô đốc Blue Crush là có chứa thông tin sức mạnh của bà mà thôi. Tuy nhiên, điều đáng lo nhất bây giờ có lẽ chính là vấn đề với khiên bong bóng của đám Pacifista. Thứ vũ khí đặc biệt lợi hại này có thể khiến cho chúng né tránh bất kỳ đòn tấn công nào mà không hề bị sao cả. Và như ta đã biết thì khiên bong bóng có khi còn được tích hợp cả năng lượng của biển như súng bong bóng mà Lilith sử dụng, nên vì vậy mà độ bền của nó là không thể tưởng tượng được. Đạn pháo tất nhiên không phải là mối lo ngại đối với thứ vũ khí được gọi là khiên bong bóng này, khiến cho ta có thể thấy rõ được sự bất lực từ phía hải quân. Mình bắn nó thì nó chặn, trong khi nó có thể bắn ngược lại mình. Thế thì ai lại không tức cho được.
Nhưng lần này, hải quân đã có một kế hoạch khác hiệu quả hơn rất nhiều để chống lại các Pacifista. Phó đô đốc Doberman ngay sau đó đã ra lệnh cho tất cả các phó đô đốc truy lùng Bonnie để hạ sát cô. Bởi lẽ bây giờ, Bonnie là người nắm giữ thẩm quyền cao nhất trong việc điều khiển các Pacifista và chỉ cần hạ được cô là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nên vì vậy mà không cần phải nói đến lời kêu gọi thứ hai, toàn bộ phó đô đốc ngay lập tức tiếp cận SS, bỏ lại tàu của họ, loa phát thanh thông báo vị trí hiện tại của Bonnie ở phía đông bắc. Những người khác ngay lập tức tiếp cận Bonnie, và trong đó ta có một phó đô đốc ưu tú nhất, vì ông ta đang ở gần với vị trí của Bonnie nhất. Phó đô đốc này tên là Tosa. Ông ta đuổi theo nhóm của Frankie rất là sát nút và chuẩn bị tấn công họ bằng một kỹ năng có tên là Tosagami, mà theo như miêu tả thì đòn tấn công này mạnh gấp 10 lần Sigan của lục thức. Và ta có thể thấy rằng tốc độ ra đòn lẫn tiếp cận của ông ta nhanh tới mức có thể đến sát Frankie và Bonnie trước khi họ có thể kịp nhận ra bản thân đang bị tấn công. Với vị trí này thì việc tránh né là bất khả thi, đặc biệt là với một người máy như Frankie. Thế nhưng may mắn thay cho cả hai chú cháu, vì cứu tình của họ đã xuất hiện, những thuyền trưởng hùng mạnh của băng chiến binh khổng lồ Rugi và Brugi đã băm nát phó đô đốc Tosa bằng rìu của mình. Mặc dù chỉ là một đòn đánh thường, thậm chí nó còn không được bọc haki vũ trang vào trong vũ khí nữa, nên là chỉ cần duy nhất đòn này thì ta có thể lập tức chắc chắn rằng băng mũ rơm sẽ có thể rời khỏi đây một cách an toàn rồi, vì sức mạnh của băng hải tặc khổng lồ đúng thật là những huyền thoại chứ còn gì nữa. Không biết tình hình hiện tại của phó đô đốc Tosa là như thế nào, nhưng thông qua khung hình này thì ta có thể nói rằng nó rất là tệ. Dory và Brogy sau đó đã nghe thấy lời cầu cứu của Bonnie về Vegapunk cùng nhóm Luffy, nên họ đã nhanh chóng đến trung tâm của đảo để hỗ trợ. Nhưng trước đó ta được biết rằng, trong suốt khoảng thời gian từ khi băng mũ rơm rời khỏi Little Garden, hai sư phụ này đã luôn theo dõi hành trình của cái băng nhộn nhịp này, và họ thậm chí còn biết cả thứ tự gia nhập cả băng lẫn rời băng của từng thành viên để chắc rằng họ không bị nhầm lẫn ai với kẻ thù. Tuy nhiên, nhóm của Frankie thì lại không có một ai thân quen với những tấm hình mà họ đã thấy trên poster cả. Thực sự thì cũng không có gì là quá khó hiểu, bởi nếu các bạn còn nhớ thì poster truy nã của Frankie không phải là cái bản mặt của anh, mà là tàu Sunny, Brogy và Drogy không nhận ra Frankie là thành viên trong nhóm mũ rơm cũng phải thôi. Tuy nhiên vì họ đến đây để hỗ trợ bằng mũ rơm, nên bất kỳ ai đọc code bản thân tứ hoàng Luffy là sẽ ngay lập tức nhận được sự bảo vệ của những người khổng lồ mà thôi. Và bây giờ thì ta chính thức được xác nhận các chiến binh khổng lồ đến SS là vì muốn hỗ trợ Luffy. Nhưng tại sao mà họ lại muốn hỗ trợ Luffy thì chắc là ta sẽ cần phải đợi thêm một chút thời gian nữa để biết điều đó. Sau khi tạm biệt hai người khổng lồ để họ lao thẳng vào giữa đảo và hỗ trợ Luffy, thì Frankie giờ đây cũng đã được chăm sóc bởi những người khổng lồ khác khi được đưa trở về tàu của họ. Và trước khi Brogy và Drogy rời đi thì họ đã nhắc đến Vegapunk và một nhân vật học giả đã kể lại cho bộ đôi này biết về ông ta. Điều đáng nói là ta không được biết học giả mà Brogy và Drogy đang nói đến là ai, nhưng có thể đoán ra được người đó không ai khác là Saul. Vì bây giờ thông qua lời kể của Vegapunk thì Saul có lẽ đã dành hàng chục năm qua để giam mình bên trong thư viện mà ông đã vớt lên từ Ohara rồi, nên vì vậy mà Saul có thể đã trở thành một học giả như bây giờ cũng không có gì là lạ đâu, đúng không? Bên phía này, hải quân đã cảm thấy có điều gì đó không ổn với người đồng đội Tosa của họ, bởi lẽ đường dây đã bị mất liên lạc. Phó đô đốc Bomsky đã đưa ra suy đoán rằng có lẽ đám hải tặc đã chặn được đòn tấn công của Tosa và phản đòn, hoặc đó chính là những người khổng lồ đã can thiệp vào. Nhưng dù gì đi nữa thì ông ta cũng đang tiến thẳng tới hòn đảo. Trong khi đó, phó đô đốc Bluegrass và Doe sẽ tấn công từ biển bằng cách sử dụng năng lực của Bluegrass và đem một con quái vật biển thẳng đến nơi neo tàu của những người khổng lồ. Bluegrass sau đó đã hỏi Doe về việc cô ấy đã từng chứng kiến sức mạnh của người khổng lồ chưa, và Doe đã trả lời rằng chỉ huy của cô vào khoảng 20 năm trước là một người khổng lồ. Bluegrass ngay lập tức nhận ra người mà Doe đang nói đến là Saul, còn Frankie ở phía này thì đang cố giải thích cho những người khổng lồ biết các đồng đội còn lại của mình đang ở nơi nào, và có lẽ là họ sẽ nhanh chóng đến giải cứu bằng mũ rơm nhanh thôi. Vì với kích thước của những người khổng lồ thì việc mang tàu Sunny trở về sau khi nó lao thẳng xuống dưới thì cũng không có gì là khó lắm đâu nhỉ. Ngay sau đó, chúng ta được quay trở lại với nhóm của Luffy. Cậu đang thắc mắc rằng mình sẽ phải cứu Vegapunk kiểu gì trong khi ông ta không thể di chuyển được. Vì nếu như Vegapunk di chuyển thì có lẽ ông ta sẽ chết. Trong khi đó, Saturn đang bò lại từ đằng xa. Nhưng ông ta không còn là Saturn dạng lai phải chống gậy nữa, mà bây giờ Saturn đã biến đổi thành một dạng cực kỳ mới, trông dị hợm và gớm ghiếc hơn rất nhiều. Tất nhiên là nó cũng mạnh hơn hình dạng trước của ông ta, với những cái chân phủ đầy độc, có thể khiến cho bất cứ thứ gì ông ta chạm vào tan biến ngay lập tức. Sanji đang đối mặt với Vegapunk, còn Luffy thì vẫn đang ra sức tìm cách để giúp Vegapunk có thể thoát khỏi nơi này. Tuy nhiên, Vegapunk đã nói với Luffy và Sanji rằng họ không cần phải đưa ông ta đi đâu, bởi lẽ trước đây Vegapunk đã từng nghĩ tới việc trốn thoát khỏi SS. Nhưng có lẽ là bây giờ, nhà khoa học này đã có một kế hoạch rất khác.
nên vì vậy mà ông ta đã quyết định sẽ làm việc khác chứ không cố gắng thoát khỏi hòn đảo chết chóc này, đặc biệt là khi có một thứ ở đây mà ông ta muốn bảo vệ. Verhoeven đã từng hy vọng rằng Bernie sẽ trở thành người nắm quyền Pacifista khi cô trưởng thành chứ không phải là bây giờ. Nhưng vì kế hoạch đã có phần thay đổi và Bernie bây giờ đã trở thành mục tiêu chính cho rất nhiều kẻ đang cảm thấy phiền phức với khả năng của cô, nên nhờ vậy mà Verhoeven đã nhờ Luffy hãy bảo vệ Bernie bằng mọi giá. Tất nhiên là Luffy sẽ làm như vậy, cho dù ông ta không nhắc nhở điều đó với cậu. Và có lẽ là Vegapunk cũng sẽ rất là yên tâm khi biết được rằng Bonnie giờ đây đang rất là an toàn, vì cô đã nhận được sự bảo vệ không thể nào tốt hơn từ những người khổng lồ rồi. Quay trở lại với Saturn cùng bộ dạng dị hợm của ông ta, có lẽ sự thay đổi nằm phần nhiều ở cặp mắt, vì Sanji đã nói cơ thể Saturn to lớn hơn rất nhiều, và Sanji nói rằng ông ta đã từ bỏ mọi sự con người bên trong mình để thực sự trở thành một con quái vật với lớp áo giáp được phủ bằng chất kịch độc, thứ có thể hòa tan bất cứ thứ gì mà nó chạm vào. Saturn sau đó tấn công nhóm của Luffy, và tất nhiên là với sức mạnh của Nika, Luffy có thể né tránh một cách rất dễ dàng. Trong khi đó, Sanji tranh thủ bế Vegapunk đi chỗ khác để tìm lấy cơ hội sống sót cho ông. Chứ nếu để yên Vegapunk nằm tại chỗ như ông muốn thì chắc chắn là Vegapunk sẽ không thể nào mà sống nổi trước đòn tấn công của Saturn rồi. Tuy nhiên trong lúc Sanji đang nhanh chóng rời đi thì kẻ mai cũng biết lại đã xuất hiện. Kizaru đã xuất hiện trước mắt họ và cho Saturn một nhát xuyên bụng ngay sau đó. Mặc dù là phải thừa nhận rằng phát xuyên đó của Kizaru thực sự rất đau đớn vì Vegapunk đang bị thương trước đó rồi, nên đòn tấn công này có thể sẽ khiến ông không thể nào qua khỏi mất. Thế nhưng nếu các bạn để ý thì cũng không thể thấy được rằng Kizaru đâm Vegapunk một nhát xuyên vào cái lỗ đã được tạo ra trước đó từ Saturn. Vì thực sự nếu ta để ý kỹ thì vị trí mà Kizaru đâm qua rất giống với vị trí mà Saturn đã đâm trước đó, đặc biệt là khi trên người của Vegapunk cũng không còn cái lỗ nào cả. Không biết là đồ đốc ánh sáng có đang làm tí tiểu phẩm nào để che mắt người khác hay là không nữa đây, mà ông ta lại đâm đúng vào cái lỗ đã được tạo sẵn trước đó. Nhưng dù vậy thì việc ăn thêm một đâm nữa từ vết thương cũ chắc chắn đã khiến cho Vegapunk không tài nào chịu nổi nữa. Ta có thể thấy ông nằm úp gọn dưới đất trong sự lo lắng của Luffy lẫn Sanji. Kizaru ngay sau đó đã lập tức đuổi theo Sanji để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng việc tấn công Vegapunk trước mặt Luffy thực sự là một ý tưởng tồi. Cậu đã trở nên tức giận và hóa thành khổng lồ, để rồi ngay sau đó cả Saturn lẫn Kizaru đều đã bị Luffy giữ lại tại chiến trường và mở đường cho Sanji chạy thoát. Mặc dù là Nika luôn luôn nở nụ cười trên môi, nhưng cái cảnh này ta có thể thấy rằng cậu thực sự rất tức giận khi biến hình thành khổng lồ. Và bây giờ, trừ khi hai kẻ này nằm xuống cùng với nhau thì Luffy chắc chắn sẽ không tha thứ cho chúng đâu. Trong lúc đó thì Sanji và Vegapunk đã nhanh chóng rời khỏi trận chiến và ta có thể dễ dàng nhìn thấy Luffy khổng lồ ở đằng xa. Tuy nhiên Vegapunk đột nhiên mỉm cười và rồi sau đó là sự hốt hoảng của Sanji kêu ông thất thanh. Cùng lúc đó một tiếng bíp vang lên, để rồi gương mặt của Vegapunk đột nhiên xuất hiện trên màn hình và bắt đầu nói chuyện. Dựa theo những gì đang xảy ra thì ta có thể thấy rõ rằng Vegapunk đã quay lại đoạn video này từ trước, và nó chắc chắn sẽ được kích hoạt một khi Vegapunk ngừng thở hoặc tim của ông ngừng đập, vì ta có thể thấy nhịp tim của ông đang dần nhỏ lại và rồi sau đó là đi theo một đường thẳng. Có lẽ đây chính là kế hoạch của Vegapunk ngay từ đầu khi ông ta bắt đầu tìm hiểu về thế kỷ trống, một thông điệp có thể gây sốc với người nghe, nhưng ông ta nhất định phải kể ra bởi lẽ nó chính là sự thật của thế giới này, và điều đó chắc chắn chính là vũ khí hùng mạnh nhất để lật đổ chính phủ thế giới. Và mình chắc chắn rằng ở chapter sau chúng ta sẽ có một màn hồi tưởng về quá khứ, nơi người xem được chứng kiến toàn bộ những thứ tệ hại mà chính phủ thế giới đã làm từ trước tới giờ cho mà xem.